Mẹ xem nào. Thường thế đi gấu về với con nhá. Đi ngủ với ăn đi. Em con ngủ cái này ăn đấy. Ngồi xuống, ngả xuống. Bin, ngả xuống đi con. Đấy, thương thế. Đi gấu về với con nha. Ngồi một mình buồn hả? Ngồi xuống ăn đi. Giỏi lắm. Thương á. Đấy, đi con. Cha nói với hai này kỹ nghe chưa? Ăn kìa. Ngồi hắn xuống. Pin. Ngồi xuống đi con. Thương á. Khó ở đây chứ. Ăn đi vào để rửa tay cho nha. Ăn đấy đi. Giao cho kỹ này. Giao cho nhỏ thôi chứ. Mình biết buồn hả? Hả? Con. Trời đang mưa lúc nào tạnh mưa vậy cho con ra ngoài chơi nhá. Nhìn pin kìa, ăn ngon quá. Cầm miếng thôi. Cầm cá. Cầm cá luôn hả? Ăn đi. Mẹ thương lắm đấy. Ngồi. Nâng cái mặt kìa. Ăn nha. Luôn. Giỏi quá. Rồi. Con ra ngoài chơi nha. Mẹ bé nè. Yêu lắm đấy. Minh ơi, con đang chơi đấy hả? Sao vào đây với mẹ đây? Ừ? Thương thế, lại buồn hả? Nào, ơi mẹ nè. Thế mẹ cho Minh ngủ nhá. Không chơi để đi ngủ nhá. Nha.
Thế mẹ ôm nè, mẹ ôm em đi em ngủ nè. Chắc ôm em chuồn thế. Nè, nằm cái này ngủ nè. Sao làm thế? Đây đây, mẹ ở đây mà, mẹ ở đây mà. Mẹ ở đây mà. Lại nghỉ gối đi, bỏ xuống. Thôi được rồi, đi ngủ đi. Ôi đi con. Cái mặt kìa. Nào, bỏ ra cho mẹ xem. Đấy, ôm mẹ. Rồi.